Jisoo rời khỏi sông đón trăng lên, lộ diện người thay thế là nam thần trong Miss Queen. Sáng ngày 5 tháng 3, vừa có thông tin rằng Jisoo sẽ rời khỏi bộ phim River Where the Moonlight Is, sông đón trăng lên. Cũng trong sáng nay, công ty quản lý Kube Entertainment của Na In-gu xác nhận nam diễn viên đang đàm phán để đảm nhận vai diễn của Jisoo trong bộ phim. Na In-gu gây ấn tượng mạnh với vai biểu ca trung tình Kim Byung-win trong bộ phim truyền hình đình đám gần đây của đài TVN là Miss Queen, công chúa khó gần. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Na In-gu còn thu hút người xem nhờ khả năng diễn xuất nhập vai, có cảm xúc. Vào đầu tuần này, nam diễn viên Jisoo đã bị cuốn vào nhiều cáo buộc về bạo lực học đường. Đến ngày 4 tháng 3, Jisoo viết thư tay xin lỗi vì hành động trong quá khứ của mình. Nhà sản xuất của Sông đón trăng lên đã ngay lập tức hủy buổi quay phim ngày hôm đó và tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận liệu nam diễn viên có tiếp tục được tham gia bộ phim hay không. Sau khi Jisoo thừa nhận cáo buộc, đã có hơn 5.500 người hâm mộ của phim ký đơn yêu cầu thay thế nam diễn viên trong Sông đón trăng lên. Điều này gây áp lực rất lớn cho đoàn làm phim bởi hơn 95% bộ phim đã được hoàn thành. Hiện tại, nhà sản xuất của Sông đón trăng lên đang xem xét có nên giữ nguyên những phần Jisoo đã quay hay cắt bỏ hoàn toàn để quay lại. Chiều nay, KBS sẽ đưa ra công bố chính thức. Hiện showbiz Hàn Quốc đang chìm trong chuỗi lùm xùm bạo lực học đường của hàng loạt tên tuổi từ lĩnh vực âm nhạc đến phim ảnh, cùng điểm lại những tai nạn của diễn viên khiến đoàn phim lao đao. Trước đó vào tháng 2 năm 2021, bộ phim truyền hình DM phải rời lịch chiếu vì nữ chính Park Hee-soo vướng cáo buộc bạo lực học đường trong quá khứ. Park Hee-soo, nữ chính phim học đường DM, phần ngoại truyện của lớp playlist Danh sách tình yêu, đối mặt với cáo buộc là kẻ bắt nạt học đường, những bình luận tiêu cực hướng về phía Park Hee-soo và cả bộ phim DM. Trước tình hình đó, nhà sản xuất thông báo không được phát sóng DM vào ngày 26 tháng 2 như dự kiến, và ngày phát hành chính thức vẫn chưa được xác định. Năm 2020, Định chế tình yêu cao cấp, hay tên mới là Hạnh phúc trong tầm tay, vướng phải không ít lời kêu gọi tẩy chay vì scandal của Hoàng Cảnh Du. Trước đó, bộ phim đã đạt rating khá khả quan, 1,98% dựa trên Nielsen và đứng thứ nhất trong số các tác phẩm chiếu cùng khung giờ. Tuy nhiên, lượt người xem phim bỗng giảm mạnh mỗi khi tới cảnh của nam chính Hoàng Cảnh Du. Lùm xùm đời tư ngoại tình, bạo hành vợ cũ ngay thời điểm phim mới khiến hình tượng của Hoàng Cảnh Du chịu tác động nặng nề. Đây có vẻ là một thiệt thòi lớn cho đoàn làm phim. Mắt biếc. Về thị trường phim điện ảnh Việt Nam, Mắt biếc, phim điện ảnh được mong chờ nhất năm 2019. Ngay khi vừa công bố, Mắt biếc đã thu hút của rất nhiều khán giả cũng như trông đợi bộ phim sẽ đem lại những cảm xúc bồi hồi và lắng động nhất. Ấy vậy, chỉ sau một đêm, gió đã đổi chiều, hình tượng nam chính chất phác của Trần Nghĩa đã sụp đổ trước sự việc bạn gái cũ đăng đàn bóc phốt. Đông đảo khán giả yêu thích Mắt biếc tỏ ý thất vọng rõ rệt với nam diễn viên, thậm chí kêu gọi đổi diễn viên để tránh phá hỏng hình tượng họ yêu mến. Cho nên, số phận của Mắt biếc của nam chính Trần Nghĩa khi xuất hiện trên màn ảnh quả thật là một vấn đề đáng lo cho đoàn phim. Tuy nhiên, loại bỏ những drama không đáng có ấy, không làm thất vọng người hâm mộ, chuyện Tình Ngạn và Hà Lan đã mang về kết quả ấn tượng sau khi chính thức ra mắt công chúng. Mắt biếc đã lập loạt kỷ lục về cả doanh thu lẫn lượt xem trên thị trường phim điện ảnh Việt Nam năm 2019.